Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật hoặc là tắt widget thời tiết trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 11. Widget thời tiết là cái thông báo mà các bạn thấy nó nằm xuất hiện ra ở cái góc trái chỗ này đây. Đây, ví dụ như mình đưa chuột vào nó sẽ hiển thị như thế này. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật hoặc là tắt. Trong trường hợp này là nó đang bật như vậy thì mình sẽ tắt nó đi. Thì cái cách bật hoặc là tắt nó cũng rất là đơn giản. Các bạn bấm vào cái nút Start đây. Sau đó các bạn chọn cái mục là Setting. Sau đó các bạn chọn mục Personal. Sau đó các bạn lăn chuột xuống ở bên dưới. Các bạn chọn cái mục là Taskbar. Các bạn sẽ thấy có cái chữ là Widget. Như vậy là nó đang bật. Thì để tắt các bạn cứ bấm qua đây một cái. Chỉ đơn giản như vậy thôi là các bạn thấy nó đã tắt đi rồi. Và để bật lên lại thì các bạn cứ bấm qua đây một cái. Nó sẽ bật lên lại. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, để vào nhanh hơn, các bạn có thể click chuột phải vào cái khoảng trống ở hành taskbar chỗ này. Rồi các bạn chọn taskbar setting. Thì nó sẽ đưa hẳn các bạn đến chỗ này luôn, rất là nhanh. Thì các bạn cũng tắt đi hoặc là bật lên giống như thế này để bật và tắt cái widget ở đây nếu điều này nó làm phiền tối cho các bạn. Thì cái cách bật hoặc là tắt widget thời tiết ở trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 11 nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.